chưa? Được chưa? Đó, đó là sừng con vai nha. Lãng này cũng có làm tư thế nằm nghiêng luôn. Nhớ nằm hồi tới chốt khuỷu, khuỷu tay. Khuỷu tay thì mình có thể tập riêng biệt khuỷu tay thôi. Chúng ta là động tác gập khuỷu, khuỷu ha. Động tác này mình sẽ tập chung luôn, vừa gập vô xong là duỗi ra luôn á. Yeah. Rồi mình có thể kết hợp với cái động tác là quay sấp, duỗi khuỷu, gập khuỷu quay ngửa. Được chưa? Ha. Duỗi quay sấp, gập quay ngửa. Ha. Thì tay mình sẽ nắm ở đâu? Mình sẽ nắm ở đây. Như thế này. Được chưa? Để cho nó dễ, để cho nó thuận tiện. Hai thì cái việc tay này mình sẽ đặt cố định để nó đặt cái hờ ở đây thôi. Này gặp to tay lên, duỗi ra, to lên, duỗi ra, to ra, duỗi ra, to lên, duỗi ra, chưa to lên, duỗi, to lên, duỗi ra, to lên, duỗi ra, được chưa? Hoặc là đơn thuần thì cho to lên, chưa? Đó lên. Rồi duỗi ra. Duỗi ra đơn thuần thôi. Được chưa? Ha. Đó lên. Duỗi. Co lên. Duỗi không cần kết hợp với quay sắp lên nữa. À, nếu mà mình muốn kết hợp quay sắp thì mình sẽ làm vậy. Rồi. Được chưa? Dạ. Rồi tới cổ tay thì mình sẽ làm. Rồi tới cổ tay rồi đó nha. Dạ. Rồi nếu mấy anh chị muốn làm quay sắp lên nữa riêng á, mấy anh chị sẽ làm sao? Dạ. Thì cho tay lên như thế này. Khuỷu gặp 90, cản tay trung tính. Mấy anh chị sẽ quay ngửa nè. Được chưa? Dạ. Này mình sẽ nắm ở đây ha. Ở đây chính là cái vị trí tạo lực luôn nha. Này quay ngửa nè. Dạ. Này nè. Tôi sẽ có hai cái lực 7 nè. 7 từ ngón trỏ nè. Lực kéo từ ngón cái nè. Lực đẩy từ ngón trỏ, kéo từ ngón cái nè. Tôi quay ngửa nè. Quay ngửa nè. Tay của bệnh nhân thì cho nắm vậy luôn ha. Nếu hoặc là cho nó nắm tự nhiên luôn. Cho nắm tự nhiên luôn. Ngồi ngược lại nè, quay sóc nè. Dạ. Quay ngửa, quay sấp, nằm ngược lại, được chưa? Tư thế khởi đầu của quay, quay ngửa chính là tư thế bắt, tư thế kết thúc của quay sấp. Này quay sấp này kết thúc, quay ngửa lên, được chưa? Ha, rồi động tác cổ tay thì mình sẽ có thể ngồi hoặc đứng tùy với chị ha. Cổ tay thì mình sẽ có gập, duỗi, nghiêng, ha. Mình sẽ có trung tính là tư thế, trung tính là tư thế này. Gập cổ tay, duỗi hoàn toàn. Được chưa? Này là không độ đó. Rồi mình sẽ cố định hai xương cẳng tay. Được chưa? À, tay cử động, tay cố định, cố định hai xương cẳng tay. Còn tay cử động mình sẽ nắm giữ ngay cái phần xương bàn tay các ngón. Được chưa? Chủ yếu là bốn ngón này. Ha. Tôi sẽ giữ như thế này. Ha, tôi sẽ dùng hai ngón trỏ và ngón cái để giữ cái mấy xương bàn ngón từ ngón năm cho tới ngón hai. Cho mấy ngón còn lại tôi ôm bên ngoài ngón cái. Được chưa? Tôi làm cái động tác này tôi sẽ né ra cái khớp cổ tay. Lúc nãy giờ mình cầm khớp cổ tay không đúng không? Bây giờ mình phải né ra tại khớp này đang được vận động. Mình sẽ gập xuống này. Để gập cổ tay. Được chưa? Gập xuống. Gập xuống. Gập xuống. Được chưa? Kéo xuống. Kéo xuống rồi duỗi ra. Duỗi ra ha. Duỗi ngược ra ha. Từ trung tính đi ra. Từ trung tính đi ra ha. Rồi là đẩy tay ra. Cái này mấy cái khẩu lệnh đó. Hay là gọi tên cử động đó, chị phải đặt từ đặt làm sao mà cho người ta hiểu, mình hiểu. Hoặc là ha, được chưa? Đẩy tay ra, ví dụ, đẩy tay ra. Đẩy bàn tay ra, duỗi tay ra, gì đó, tùy mình ha. Chưa, rồi nghiêng trụ, thì kéo xuống dưới. Kéo về ngón út, nghiêng trụ ha. Nghiêng trụ, nghiêng xuống, rồi nghiêng lên. Nghiêng lên, nghiêng lên, nghiêng lên. Nhìn lên, nhìn quay, nhìn lên, được chưa? Đó là xong khớp cổ tay. Với bàn tay thì mình sẽ có gập, duỗi chung các nó. À, gập và duỗi luôn nha. Có nghĩa là mình sẽ đẩy, đẩy vô gập tối đa. À, mình sẽ giữ bên ngón cái. Mình cho xương bàn ngón cái. Ha, xương bàn ngón cái và không đó mình để giữ luôn cái khớp cổ tay, một phần của khớp cổ tay. Mình sẽ đẩy, gập sát vô, mình kéo nó, duỗi ra. Vừa vừa thôi ha, chứ đừng có kéo ra vậy nha, đừng có bật qua dữ quá. Tới đây con co đẩy vô, gặp lại, duỗi tay ra, nắm lại, xòe tay ra,
rồi nắm tay lại, xòe tay ra, nắm tay lại, xòe ra, được chưa? Nắm lại nè, xòe ra. Cái này tất nhiên mấy vậy làm nó không quen á thì tay nó sẽ tụt tụt, cứ từ từ mà làm nhé, từ từ mà làm, chưa? Rồi tới ngón cái thì sẽ có gập, duỗi, được chưa? Dạ. Mình sẽ nắm giữ mấy ngón còn lại, gập nè, duỗi, được chưa? Gập là mình cứ gập hết tất cả các đốt, kể cả bàn đốt, kể cả cổ bàn luôn, cứ gập nè, gập gập kẻ sát luôn, đẩy vô liền phía trước, tận tiến ra trước vậy thôi là gập rồi. Vừa là động tác gập vừa là động tác đối luôn đó, kéo qua kéo vô trong xíu là đối, còn đi ra thẳng ra ngoài như thế này là gập này. Ra ngoài phía ngón năm là gập này. Còn nếu bên chịu kéo lên dần chút lên như thế này không gặp gian đốt đó là đối. Cái này là tập, còn đối là gì, đối là gì, gặp 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 gặp. Và mình kéo ngược ra, ngược ra là nha, là gì, duỗi đúng không, duỗi nha, nó bật ngửa ra đằng sau nè, ra sau lưng nè. Đây nè, đây là gặp ngửa ra, duỗi ra nè, chưa, gặp duỗi và làm chung luôn nha, mấy cái đốt bàn ngón khớp cổ bàn gì đó hay là liên đốt thì mình làm chung, gặp duỗi, được chưa? Tại vì cái gân cơ này nó đi qua nhiều khớp cho nên mấy anh chị tập chung cho nó tiện ha, chứ không cần tách ra, tại vì bản chất mình tách ra thì cũng là cái gân cơ đó làm, à, cũng cái gân cơ đó làm, chỉ là cái đoạn xa đoạn gần thôi, chưa? Rồi tới cử động tiếp theo của ngón cái đó là gian, khép, gian thì mình sẽ gian ra, cúi nhẹ xíu, hơi nó hơi chết ra ra phía trước, chưa? Nếu mà tay của mình như này nó sẽ chết hơi lên trên ra trước, rồi gian này, gian, ngược lại là khép, gian, gian. Khép, gian, khép, gian, khép, được chưa? Còn mấy ngón còn lại thì sao? Ngón trỏ, gian, khép, gian, khép, ngón áp út, gian, khép, gian, khép, ngón út, gian, khép, gian, khép, được chưa? Gian, khép xong thì tới, đối ngón, được chưa? Đối thì không cần hô, không cần, mấy chị cứ làm đủ động tác thôi, nha, được chưa? Đây là đối ngón ha. Còn cái đây chính là cái cách nắm, nếu mà chị đối ngón thì chị nhớ nắm mặt trước mặt sau, mặt lưng mặt lòng của các ngón, rồi kéo nó sát vô là thành đối ngón rồi ha. Ngón cái và các ngón ra xong cái bàn tay, xong cái gì cho nó mấy chị làm đi.